Con này kêu cục cọc gì? Rồi, đang chắc chắn rồi. Đây, quay đây. Mày mày cắt mai cái cha của nó cũng kêu cục cọc như thế chắc là không được đấy. Mình làm vào gần gần đây vẫn chưa kêu cục cọc nó lật này nghe này, lật này nghe để nó đỡ chạm.
chầu tay cầm chúng ta lên. Xịt sạch cái mũi bẩn này đi chứ không là nó trong nó có những cái mạt nó lại cọ vào nó chảy tiếp tục nó phá cái răng mới này. Cái máy nó bơm mùa làm như này không về rất là tuyệt vời. Máy nào nhỉ nhỉ? Máy nào đấy không đấy nhỉ? Cô lấy nhưng mà cô bà ở nhà bà bảo là không có nhà nên là bảo tôi để lấy rau xuống nhưng mà bận tôi đi vòng đây lấy một không đi đánh bóng không biết gì đi. À mà bà bảo em đi đá bóng. Ừ, bà bảo đi đá bóng không nào không biết tên cái máy nào. Thank you.
Xin cảm ơn. Này anh làm thợ sắt này, đúng không? Cắt nặng thì nó ngoằn nó nhăn, cắt nhiều con này được hơn năm chưa? Được hết rồi. Phải hơn năm rồi nó ngoằn nó nhăn rồi, nó ngoằn hết.